làm khách đến sân của Tottenham Hotspur ở vòng 4 Carabao Cup. Chelsea dù có được bàn thắng từ rất sớm nhờ công của Timo Werner. Tuy nhiên, Chelsea cũng phải ngậm ngùi dừng cuộc chơi do Eric Lamela đã gỡ hòa một đều phút 84, khiến cả hai đội phải giải quyết thắng thua bằng chấm phạt đền. Với cả 5 cú đá thành công, so với 4 bên phía Chelsea, với Mason Mount là người đá hỏng, Tottenham là đội đã ghi tên mình vào tứ kết của Carabao Cup. Thiago Alcantara đã được thông báo dương tính với Covid-19 và sẽ phải cách ly trong một khoảng thời gian, cũng như tuân thủ mọi quy định về y tế. Bác sĩ đội 1 của Liverpool, Jim Morrison cho biết, việc công khai kết quả xét nghiệm Covid-19 là quyền lựa chọn của mỗi cá nhân. Chúng tôi đã tuân thủ các quy định kiểm tra y tế và Thiago không sao cả. Cô ấy sẽ tự cách ly và làm theo những hướng dẫn y tế. Hy vọng cô ấy sẽ sớm trở lại. Thiago là tân binh của Liverpool trong mùa hè này với phí chuyển nhượng 25 triệu bảng. Sau khi giành cú ăn 3 mùa trước cùng với Bayern, tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục chứng tỏ được đẳng cấp của mình trong trận ra mắt The Cup, nhưng quá trình này là phải tạm ngừng cho đến khi anh hồi phục bệnh. Trên trang chủ, Man City thông báo Ruben Dias đã chính thức trở thành người của đội chủ sân Etihad với bản hợp đồng kéo dài 6 năm đến hết tháng 6 năm 2026. Theo xác nhận trước đó từ Benfica, thì Man City phải chi ra 68 triệu euro cho thương vụ này, chưa kể 3,6 triệu euro phụ phí. Dù vậy, con số thực chi chỉ là 53 triệu euro bởi Otamendi, người được định giá 15 triệu euro, đã di chuyển theo chiều ngược lại. Tại sân Etihad, Ruben Dias sẽ khoác áo số 3. Trung vệ người Bồ Đào Nha là tân binh thứ 3 của Man City ở phiên chợ hè năm nay sau Ferran Torres và Nathan Ake. Anh được kỳ vọng sẽ cải thiện hàng phòng ngự của Man City, vốn đã bị chỉ trích rất nhiều khi đi lọt lưới 5 lần trước Leicester vào cuối tuần qua. Cách đây không lâu, Napoli đánh bại Genoa với tỷ số 6-0, nhưng chưa kịp vui mừng, thầy trò Gennaro Gattuso phải nhận hung tin với 14 thành viên, bao gồm các cầu thủ và nhân viên của Genoa dương tính với Covid-19. Và cuối tuần này, theo lịch ban đầu, Genoa sẽ đụng độ với Torino, còn Napoli chạm trán Juventus. Nhưng trước những diễn biến mới nhất này, nhiều khả năng hai trận đấu trên đều sẽ phải hoãn lại. Kể cả khi ban tổ chức Serie A không đồng ý, Genoa cũng sẽ không thể ra sân thi đấu. Chính phủ Ý và Bộ trưởng Thể thao nước này đang làm việc cực lực để tìm ra giải pháp tối ưu, vừa ngăn ngừa Covid-19, vừa tạo điều kiện để cho bóng đá có thể hoạt động trở lại. Theo Corriere della Sera, thì phương án tạm hoãn Serie A 2 tuần sẽ là thích hợp nhất. Đêm nay, Dortmund sẽ đá trận tranh siêu cúp Đức với Bayern Munich trên sân nhà của đương kim vô địch Bundesliga. Tuy nhiên, một ngày trước giờ bóng lăn, Tuchel đã phải chịu tổn thất lớn với việc ngôi sao được xem là số 1 của họ, Jadon Sancho, không thể góp mặt. Lý do là bởi cầu thủ người Anh bất ngờ mắc bệnh về đường hô hấp. Kết quả xét nghiệm vào hôm thứ Hai cho thấy, cầu thủ 20 tuổi này âm tính với Covid-19, nhưng anh vẫn phải tạm thời xa lánh các đồng đội. Ngoài Sancho, Dortmund cũng không có thủ môn số 1 của mình, Roman Bürki, vì lý do tương tự. Như vậy, các cổ động viên của Dortmund có thể tạm thở phào, bởi ít ra thì lý do khiến Sancho bị gạch tên khỏi trận đấu này không liên quan đến vấn đề chuyển nhượng. Vẫn đang đeo bám Neymar ở mùa giải này, cầu thủ người Brazil đã không đá trận đầu tiên của PSG tại Lyon vì xác định dương tính với Covid-19. Qua được dịch bệnh, Neymar trở lại ở trận PSG gặp Marseille. Ở trận đấu này, cựu tiền đạo của Barcelona đã bị phạt thẻ đỏ vì tát vào gáy của hậu vệ Alvaro Gonzalez. Vì tấm thẻ đỏ kể trên, Neymar đã bị treo dọa ở hai trận PSG thắng Metz và Nice. Ngôi sao 28 tuổi trở lại ở trận thắng game 2-0 cách đây một ngày và ngay lập tức dính chấn thương bắp chân. Theo Le Quip, chấn thương này sẽ khiến Neymar lỡ trận đấu gặp Angers trên sân nhà vào ngày 3 tháng 10 tới. Cũng theo nguồn tin này, cầu thủ người Brazil còn đang đối mặt với một án phạt bổ sung từ Ủy ban Kỷ luật Hiệp hội bóng đá Pháp vì cáo buộc phân biệt chủng tộc với cầu thủ người Nhật Bản Hiroki Sakai, cũng như gọi Alvaro Gonzalez là người đồng tính. Quyết định cuối cùng về việc Neymar bị cáo buộc phân biệt chủng tộc sẽ được LFP đưa ra vào ngày hôm nay. Nếu bị buộc tội, Neymar có thể bị treo giò 10 trận. Nếu điều này xảy ra, cựu tiền đạo của Barcelona sẽ vắng mặt tại Lyon đến hết năm 2020.